Messi giúp Inter Miami ngược dòng thần kỳ, mở ra cơ hội giành thêm một chiếc cúp. Lionel Messi tiếp tục gánh Inter Miami trên vai. Lần này không phải là những bàn thắng mà là cú đúp kiến tạo để giúp đội bóng ngược dòng thần kỳ vào chung kết US Open Cup Cúp Quốc gia Mỹ. Tại trận bán kết US Open Cup vừa kết thúc, Inter Miami phải làm khách trước Cincinnati. Đúng như huấn luyện viên của Cincinnati đã nói trước trận là ông đã học được cách hạn chế Messi từ Navin. Lối đá áp sát, giao thể lực của Cincinnati đã cách ly Messi với các vị trí còn lại trên sân, khiến Inter Miami gặp khó trong việc triển khai thế trận. Cincinnati cũng tận dụng rất tốt các cơ hội để dẫn 2-0 sau 1 giờ đồng hồ đầu tiên. Nhưng khi bị kìm tỏa con đường tiến vào khung thành thì Messi lại tỏa sáng trong vai trò kiến tạo. Phút 67, anh tung cú đá phạt sắc sảo giúp Campana rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Trong những phút tiếp theo, Inter Miami miệt mài tấn công. Họ từng nhận đòn hồi mã thương của đối thủ khi Cincinnati nâng tỷ số lên 3-1, nhưng va can thiệp với lỗi để bóng chạm tay. Đây có lẽ là cứu cánh cho đội bóng của Messi, bởi khi tỷ số là 1-3, rất khó để họ cứu vãn tình hình. Nỗ lực ép sân của Messi và đồng đội cuối cùng cũng thành công khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 7. Vẫn là Messi và vẫn là pha vứt bóng chết người cho Campana gỡ hòa với pha đánh đầu từ cự ly gần. Tỷ số 90 phút là 2-2, một lần nữa đội bóng bang Florida phải phân định thắng thua bằng hiệp phụ rồi lên lưu. Và cũng một lần nữa họ giành chiến thắng 4 ngày trước là màn đánh bại Navin tại chung kết Lucas Cup CONCACAF. Lần này, hai bên ghi thêm 2 bàn trong hiệp phụ trước khi thử thách bản lĩnh của nhau ở chấm lên lưu. Như thường lệ, Messi vẫn thực hiện cú đá đầu tiên và thành công. Sau đó, hai bên liên tục ghi bàn nhưng trong lượt sút cuối cùng, nếu Inter Miami sút vào thì Cincinnati lại thực hiện hỏng, trao tấm vé chung kết cúp quốc gia cho đối thủ. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Messi đã kéo đội nhà vào hai trận chung kết và trước mắt anh sẽ là một danh hiệu nữa, giúp anh đổ bê tông ngôi đầu trên danh sách những cầu thủ vô địch nhiều nhất lịch sử.